Kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức thời sự mới nhất trong 24 giờ qua. Cũng trong tối ngày 28 tháng 3, Công an tỉnh Bình Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đình Kim là cựu bí thư huyện ủy Vĩnh Thạnh để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Ông Nguyễn Đình Kim đang được cho tại ngoại và bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Trước đó, theo kết luận của Thanh tra tỉnh Bình Định cho hay, cựu bí thư huyện ủy Vĩnh Thạnh Nguyễn Đình Kim đã tự viết đơn, chữ ký, làm giúp hồ sơ xin giao đất cho 5 trường hợp đều có quan hệ họ hàng với ông, bao gồm chị ruột, ba cháu ruột và con trai. Có 4 trường hợp sau đó thực hiện chuyển nhượng. Kết quả cuối cùng, hơn 138 hectare đất rừng phòng hộ đã về tay gia đình ông Kim. Cuối năm 2022, Thanh tra tỉnh Bình Định đã kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho chuyển hồ sơ vụ việc nói trên sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bình Định để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ việc này cũng được Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của tỉnh Bình Định đưa vào diện theo dõi, quản lý. Hiện hơn 138 hectare rừng phòng hộ của gia đình ông Nguyễn Đình Kim đã bị thu hồi. Tối ngày 28 tháng 3, Công an tỉnh Bắc Cạn cho biết đã bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hoàng Thanh Bình, sinh năm 1977, ở phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Cạn, là giám đốc điện lực huyện Nari để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2023, ông Hoàng Thanh Bình với vai trò là giám đốc điện lực huyện Nari đã chiếm đoạt số tiền trên 300 triệu đồng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông quốc tế Mỹ, gọi tắt là trường quốc tế Mỹ. Trong báo cáo, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay cơ quan chức năng đang thực hiện biện pháp cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Út Em do nợ thuế thu nhập cá nhân. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai biện pháp đình chỉ tuyển sinh trong năm 2024-2025 đối với trường quốc tế Mỹ đến khi nhà đầu tư giải quyết hoàn tất các vấn đề về tài chính và nhân sự, ổn định công tác tổ chức hoạt động giáo dục. Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo đình chỉ hoạt động nếu trường không giải quyết được các vấn đề về tài chính và nhân sự hiện nay. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng được yêu cầu phối hợp với các địa phương nắm bắt tình hình dư luận xã hội để có những phương án xử lý phù hợp, quản lý chặt chẽ tình hình tại trường này. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các sở ngành liên quan và các quận huyện thành phố Thủ Đức hỗ trợ ngành giáo dục đào tạo, ổn định dư luận, quản lý chặt chẽ hoạt động của Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS vì hoạt động của công ty ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động và chất lượng giáo dục của trường quốc tế Mỹ. Phối hợp theo dõi tình hình hoạt động của trường và đẩy nhanh tiến độ làm việc với bà Nguyễn Thị Út Em nhằm giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến đầu tư và tổ chức hoạt động giáo dục của trường. Cũng theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trường quốc tế Mỹ được thành lập trên cơ sở đề nghị của Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS do bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đứng tên đại diện, đã ký kết nhiều loại hợp đồng dưới hình thức vay vốn từ vài tỷ đến chục tỷ với một số phụ huynh có con em đang học tại trường với điều khoản. Cụ thể, vay vốn không tính lãi suất của khoản tiền vay trong suốt thời gian học sinh tham gia chương trình đào tạo. Khi học sinh chấm dứt chương trình đào tạo, trường sẽ hoàn trả số tiền đã vay trong thời gian nhất định. Tuy nhiên, do trường không thực hiện cam kết, ngày 21 tháng 9 năm 2023, nhiều phụ huynh đã tập trung tại cổng trường căng băng rôn đòi nợ. Đến ngày 10 tháng 1 năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc với trường về tình hình tài chính của nhà trường để đảm bảo duy trì hoạt động. Ngày 11 tháng 1, trường có báo cáo về tình hình hoạt động của nhà trường, phương án tài chính chưa rõ ràng nhưng trường báo cáo có thể hoạt động đến cuối năm học. Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo khả năng duy trì hoạt động của nhà trường đến cuối năm học. Ngày 15 tháng 1, Tổ công tác liên ngành đã thực hiện báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS, Trường Quốc tế Mỹ. Trong đó, đề xuất chuyển thanh tra thành phố, xem xét hồ sơ, tiến hành thanh tra tình hình hoạt động của đơn vị để kiến nghị những biện pháp xử lý theo quy định. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố, tính đến tháng 3 năm 2024, đội ngũ nhân sự đang công tác tại trường gồm 129 giáo viên nước ngoài, 26 giáo viên Việt Nam, 103 nhân viên. Đối với giáo viên nước ngoài,
trường đã thanh toán 70% lương tháng 1 năm 2024, đang nợ lương tháng 2. Đối với giáo viên người Việt, trường đã hoàn tất thanh toán lương tháng 1, đang nợ lương tháng 2. Đến ngày 7 tháng 3 năm 2024, bà Nguyễn Thị Út Em cam kết bằng văn bản về lộ trình trả lương cho giáo viên để duy trì hoạt động dạy học. Cụ thể, đến ngày 11 tháng 3 sẽ trả bảo hiểm quốc tế và 10% lương tháng 1. Đến ngày 14 tháng 3 sẽ thanh toán 20% còn lại của lương tháng 1 và toàn bộ lương và tiền nhà tháng 2 cho giáo viên. Báo cáo cho biết, đến thời điểm hiện tại ghi nhận, bà Nguyễn Thị Út Em không thực hiện được nội dung trả lương như cam kết. Cũng theo Ủy ban Nhân dân thành phố, ngày 18 tháng 3, Hội đồng trường đã cho toàn bộ hơn 1.200 học sinh nghỉ học. Trước tình hình đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với Hội đồng trường và yêu cầu ngày 19 tháng 3 phải cho toàn bộ học sinh trở lại học bình thường. Nhưng cũng trong ngày 19 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận có khoảng 50% giáo viên và ngày 20 tháng 3, khoảng 55% giáo viên đã nghỉ dạy. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, theo ý kiến của Công an thành phố, hợp đồng ký kết giữa AIS Việt Nam và phụ huynh là hợp đồng dân sự, không có nội dung ràng buộc trách nhiệm giữa các bên nên chưa có cơ sở để công an tiến hành điều tra vụ việc. Công tử điện gió Tô Công Lý bị đề nghị từ 12 đến 13 năm tù. Ngày 29 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại du lịch Công Lý, gọi tắt là công ty Công Lý, làm chủ đầu tư. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Tô Công Lý, 40 tuổi, phó giám đốc công ty Công Lý, bị cáo Tô Hoài Dân, 63 tuổi, cha của bị cáo Lý, tổng giám đốc công ty Công Lý, và Nguyễn Bá Đam, 40 tuổi, nhân viên công ty Công Lý, phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, đề nghị bị cáo Lý từ 12 đến 13 năm tù, bị cáo Dân từ 7 đến 8 năm tù, bị cáo Đam từ 7 đến 8 năm tù. Viện Kiểm sát Nhân dân đánh giá, dự án nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau do công ty Công Lý làm chủ đầu tư là dự án duy nhất trên cả nước được nhà nước hỗ trợ 50% vốn đầu tư theo quy định tại Điều 12. Đáng lẽ các bị cáo phải sử dụng số tiền trên sao cho có hiệu quả, đúng quy định để góp phần vào việc bảo vệ môi trường tại địa phương. Tuy nhiên, các bị cáo đã lợi dụng chính sách của nhà nước bằng thủ đoạn gian dối, làm khống hai hạng mục công trình xây dựng để chiếm đoạt số tiền 7,302 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, lợi dụng chính sách hỗ trợ 50% vốn đầu tư đối với dự án trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 04 năm 2009 của Chính phủ. Trong quá trình đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thành phố Cà Mau từ năm 2009 đến năm 2012, Lý đã trực tiếp chỉ đạo Đam lập hồ sơ khống xây dựng hai hạng mục công trình gồm hệ thống xử lý nước thải và khu tiếp nhận và phân tích rác với trị giá hơn 14,604 tỷ đồng. Khi hồ sơ hoàn thành, Lý đã trình cho bị cáo Dân ký vào tờ trình đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau xem xét hỗ trợ 50% vốn đầu tư. Sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã phê duyệt hỗ trợ 50% vốn đầu tư cho hai hạng mục công trình khống nói trên, với số tiền hơn 7,302 tỷ đồng. Hành vi của bị cáo Lý đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu. Cũng theo cáo trạng, bị cáo Dân là người ký các hợp đồng thi công, tư vấn giám sát với các nhà thầu, chủ trì các buổi họp với các đơn vị thi công. Đồng thời, bị cáo Dân biết rõ dự án không có hạng mục khu tiếp nhận và phân tách rác do công ty Thiên Tân thi công và hạng mục hệ thống xử lý nước thải do công ty Công Lý thi công, nhưng vẫn ký phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án, cũng như ký tờ trình đề nghị xem xét hỗ trợ vốn đầu tư dự án theo quy định tại Nghị định số 04 năm 2009 của Chính phủ. Hành vi của bị cáo Dân đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm. Bị cáo Đam là người được giao nhiệm vụ phụ trách kỹ thuật dự án và biết rõ tại thời điểm lập hồ sơ cung cấp cho công ty kiểm toán và sở tài chính đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư thì nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau không có hai hạng mục trên. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của Lý, Đam đã soạn thảo, ký khống các tài liệu trong hồ sơ quản lý chất lượng, hạng mục khu tiếp nhận và phân tách rác và hạng mục hệ thống xử lý nước thải để Lý hợp thức hồ sơ đề nghị nhà nước hỗ trợ.
Hành vi của bị cáo Đam đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm của Lý. Đại gia điện gió miền Tây từng ăn chơi khét tiếng cỡ nào trước khi bị bắt? Trước khi bị bắt vào ngày 17 tháng 8 năm 2019 và đưa ra xét xử vào ngày 28 tháng 3 năm 2024 tại Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau, thiếu gia Tô Công Lý còn nổi tiếng khắp vùng về độ chịu chơi, di chuyển bằng các loại xe đắt tiền, biển số đẹp và được nhiều người ví là đại gia điện gió ở miền Tây. Tô Công Lý là con trai của ông Tô Hoài Dân, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại du lịch Công Lý ở Cà Mau, gọi tắt là công ty Công Lý. Trước khi bị bắt cách đây 4 năm, ở tuổi 35, Tô Công Lý đã sở hữu khối tài sản lớn, di chuyển bằng các loại xe đắt tiền, biển số đẹp và mặc toàn hàng hiệu. Trên trang cá nhân, đại gia điện gió miền Tây thường xuyên đăng những bức ảnh xe sang, điện thoại đắt tiền hay hàng cọc đô la Mỹ. Một số bạn bè của Tô Công Lý cho biết, thiếu gia này luôn hào phóng trong các cuộc chơi, hay uống rượu Tây, thường bao tiền cho các cô đào đẹp, hát hay. Nhắc đến gia đình họ Tô ở Cà Mau, giới làm ăn địa phương cũng phải ngả mũ nể phục. Thế nhưng, họ cũng không thể lý giải được sự phất lên như diều gặp gió của gia đình Lý. Công ty Công Lý được biết đến là doanh nghiệp sở hữu nhiều khu du lịch sinh thái, dự án nhà máy điện gió Khai Long ở đất mũi và nhà máy xử lý rác thải Cà Mau. Bên cạnh đó, công ty Công Lý cũng đăng ký thêm các ngành kinh doanh, bao gồm đầu tư khu du lịch sinh thái, đầu tư kinh doanh điện gió, xử lý rác thải, chế biến và kinh doanh phân vi sinh, các sản phẩm nhựa tái chế. Công ty của gia đình Tô Công Lý còn từng được biết đến khi tặng hai siêu xe Lexus trị giá hơn 6 tỷ đồng cho tỉnh Cà Mau để phục vụ công tác kiểm tra, chỉ đạo, phòng chống, khắc phục sự cố đê kè, hạn hán, phòng chống sạt lở đất, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy rừng. Tuy nhiên sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh này đã trả cả hai xe cho công ty Công Lý. Tô Công Lý bị bắt tại thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 17 tháng 8 năm 2019 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra sau đó đã di lý vị thiếu gia này về miền Tây để chứng kiến việc khám xét trong đêm 17 đến rạng sáng ngày 18 tháng 8 năm 2019 tại phường 8 thành phố Cà Mau. Theo Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo công an thành phố kiểm tra xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh về sự việc các cây sao đen trên phố Lò Đúc bị chết bất thường, trong đó sẽ trả lời đầy đủ nội dung báo chí đưa tin, kể cả quy trình chặt hạ và có sự việc xây nhà mới thì cây chết hay không. Ông Dũng khẳng định, trước ngày 1 tháng 4, công an thành phố Hà Nội sẽ có thông tin trả lời về nội dung này. Trước đó, theo phản ánh của báo chí, ngày 25 tháng 3, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội đã tiến hành chặt hạ một gốc cây sao đen cổ thụ trên vỉa hè trước số nhà 65 phố Lò Đúc. Điều đáng nói, cây sao đen số 65 Lò Đúc bị cưa hạ đang án ngữ trước mặt tiền của tòa nhà cao khoảng 6 tầng một tum vừa xây dựng xong. Không chỉ vậy, hai cây sao đen ở số nhà 71 và cây sao đen được gắn số 36 trên tuyến phố Lò Đúc Hà Nội cũng có dấu hiệu chết khô, cành lá trơ trụi. Điểm chung của các cây sao đen chết khô này là đều án ngữ trước mặt tiền các tòa nhà cao tầng. Ngay từ giữa tháng 5 năm 2019, dư luận tại Hà Nội đã từng xôn xao về việc cây sao đen trước cửa số nhà 71 phố Lò Đúc bị kẻ gian đào gốc, đổ chất lạ nghi là thuốc trừ sâu xuống đất. Hình ảnh tại hiện trường vào thời điểm trên cũng cho thấy cây sao đen trước cửa số nhà 71 phố Lò Đúc bị đào toàn bộ gốc và đổ rất nhiều chất lạ màu xanh, bốc mùi khó chịu. Ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội xác nhận, cây sao đen tại số nhà 65 Lò Đúc bị chết khô, đơn vị đã tiến hành cắt hạ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và cảnh quan đô thị. Về nghi vấn cây sao đen này bị chặt hạ là do nằm trước cửa một ngôi nhà cao tầng mới xây, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội thông tin. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân phường, quận để điều tra, nhưng do thời gian lâu nên chưa xác định được đối tượng xâm hại. Đáng chú ý, khi công trình số nhà 65 phố Lò Đúc hoàn thiện xong, cây sao đen đã có dấu hiệu chết từ tháng 10 năm 2023. Theo ông Nguyễn Đức Mạnh, cây sao đen rất cao, phía dưới có dấu vết mục rỗng. Ủy ban Nhân dân phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng đã có ý kiến với Sở Xây dựng Hà Nội.
Sau đó, Sở có văn bản yêu cầu công ty và Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát, thống nhất hai nội dung, phải xử lý bằng cách trồng cây mới thay thế, chụp ảnh hiện trạng và đề nghị phường Phạm Đình Hổ tiếp tục điều tra vi phạm nếu có để xử lý. Nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản, phương tiện tham gia giao thông cũng như cảnh quan đô thị, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội và các bên đã thống nhất đề nghị hoàn thiện thủ tục chặt hạ, đánh gốc, trồng cây theo quy định. Tuy nhiên, trước những phản ứng của người dân xung quanh và dư luận xã hội, nên đơn vị hiện đang cho tạm dừng việc đánh chuyển cây sao chết khô này. Ngày 28 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Thắng, 29 tuổi, ngụ ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thắng là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc trang sức Huỳnh Thắng, có địa chỉ tại khu dân cư Cổ Chiên, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu Môi trường cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 11 năm 2023, Thắng đã đưa ra nhiều thông tin gian dối là công ty của Thắng được cấp phép xuất khẩu vàng ra nước ngoài. Vì vậy, Thắng đã tuyển Trành là nơi bỏ mối xỉ mặt hàng vàng miếng, vàng trang sức và thợ gia công vàng nữ trang 18K. Nhưng với điều kiện, công ty của Thắng sẽ giữ lại 30% vàng trên tổng số lượng vàng mà Trành thợ giao. Thắng cam kết sẽ hoàn lại cho Trành thợ trong một tháng. Sau đó, Thắng chỉ đạo nhân viên nấu lại toàn bộ vàng của 15 Trành thợ thành vàng khối. Tổng số lượng gần 987 lượng vàng 18K, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng để chiếm đoạt sử dụng cá nhân. Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị ai là bị hại liên quan đến vụ án trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu Môi trường, địa chỉ tại số 180, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, số điện thoại điều tra viên thụ lý vụ án 0919 283 038, cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan để làm rõ. Chiều ngày 28 tháng 3, liên quan đến vụ khách hàng bỗng dưng mất 58 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam MSB, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày 10 tháng 10 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận tin báo của Ngân hàng MSB về việc phát hiện nhân viên ngân hàng này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tin tố cáo bà Bùi Thị Hoàng Anh, sinh năm 1984, trú tại chung cư 390 Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, là giám đốc ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách với số tiền 165 tỷ đồng. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 18 tháng 10 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khởi tố vụ án bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh. Bước đầu xác định, bà Anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng. Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cũng cho biết, hiện Công an đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả cho bị hại. Bước đầu xác định, không có đồng phạm và Công an đang tiếp tục điều tra. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng yêu cầu ai là bị hại liên quan đến vụ án này thì liên hệ với cơ quan Công an để phối hợp điều tra. Những ngày gần đây, dư luận đã xôn xao về vụ việc một tài khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam MSB bị bốc hơi hơn 58 tỷ đồng. Đáng nói là vụ việc chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng nữa phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng. Cụ thể, bà VTKO trú tại Hà Nội cho hay, tháng 3 năm 2021, bà mở tài khoản tại MSB. Từ ngày 30 tháng 3 năm 2021, bà O đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản trên, mỗi lần chuyển tiền đều nhận được giấy xác nhận thông tin tài khoản và số dư tài khoản. Trên giấy xác nhận đều có chữ ký của những người có thẩm quyền là các giám đốc trung tâm khách hàng cá nhân hoặc giám đốc chi nhánh ký và đóng dấu đỏ của ngân hàng MSB. Sau nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản và một lần rút gốc, số dư tài khoản của bà O đến ngày 5 tháng 10 năm 2023 là 27,7 tỷ đồng, theo xác nhận của ngân hàng. Tuy nhiên, ngày 12 tháng 10 năm 2023, bà O yêu cầu sao kê tài khoản từ khi mở thì phát hiện tài khoản chỉ còn số dư 46.328 đồng. Trên bảng sao kê tài khoản thể hiện rất nhiều giao dịch chuyển rút tiền không phải do bà O yêu cầu hoặc thực hiện. Ngoài ra, số dư trên sao kê không đúng với số dư MSB thông báo trên các giấy xác nhận thông tin tài khoản, số dư tài khoản hoặc email do MSB cung cấp hoặc gửi cho bà O tại thời điểm tương ứng.
Trước đó, bà NTL cũng phản ánh đến báo chí về việc số tiền hơn 58 tỷ đồng gửi tại MSB đã bốc hơi chỉ còn chưa đến 100.000 đồng. Đáng nói là cách thức mất tiền cũng diễn ra tương tự như trường hợp của bà VTKO. Luật sư đại diện của cả hai khách hàng trên nói, sau khi xảy ra vụ việc, khách hàng đã có buổi làm việc tại MSB. Tuy nhiên, sự việc vẫn rơi vào bế tắc cho đến hiện nay. Còn phía MSB cho biết, trong quá trình tra soát hoạt động, đánh giá các cán bộ định kỳ tại các chi nhánh, ngân hàng đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ công nhân viên với một nhóm khách hàng có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia MSB và chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Hà Nội thụ lý, khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra. Chiều ngày 28 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội quý 1. Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về việc khách hàng mất tiền tại MSB. Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, ngày 10 tháng 10 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra đã tiếp nhận tin báo của ngân hàng MSB về việc phát hiện nhân viên là Bùi Thị Hoài Anh, sinh năm 1984, là giám đốc chi nhánh ngân hàng MSB Thanh Xuân, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt 165 tỷ đồng. Ngày 18 tháng 10 năm 2023, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án bắt tạm giam Bùi Thị Hoài Anh, qua đó xác định 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng. Hiện nay, cơ quan công an đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả cho bị hại. Còn theo luật sư Trương Anh Tú, chủ tịch công ty luật TAT Lao Phim, vụ việc này cũng giống như nhiều vụ việc bị mất tiền trong tài khoản tiết kiệm ngân hàng đã xảy ra trước đây. Điểm chung của các vụ việc là khách hàng tin tưởng cán bộ ngân hàng, giao dịch với nhân viên ngân hàng và tại phòng giao dịch hoặc chi nhánh ngân hàng, nhưng sau đó đã bị các đối tượng này dùng các thủ đoạn để rút và chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiết kiệm. Vụ việc nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật của cán bộ ngân hàng là trách nhiệm hình sự của cá nhân cán bộ ngân hàng phải chịu với nhà nước. Quan hệ này độc lập và nằm ngoài quan hệ giữa ngân hàng và khách gửi tiền. Dưới góc độ luật dân sự, việc gửi tiền vào ngân hàng, tổ chức tín dụng phải luôn được hiểu là hợp đồng cho vay tài sản. Theo đó, sau khi gửi tiền vào ngân hàng, thì chính ngân hàng sẽ trở thành chủ sở hữu khoản tiền đó và phải chịu rủi ro đối với nó. Người gửi chấm dứt quyền sở hữu đối với số tiền và gửi trở thành bên cho vay, có quyền yêu cầu ngân hàng thanh toán các khoản tiền khác tương đương theo thời hạn thỏa thuận. Do đó, luật sư Trương Anh Tú khuyến cáo khách hàng, nếu rơi vào tình huống này, trước tiên cần bình tĩnh tập hợp đầy đủ các hồ sơ chứng từ, tài liệu giao dịch với ngân hàng và tìm đến một đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín để tiến hành thủ tục mời luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho mình. Ngày 28 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thị Trúc Ly, 40 tuổi, ngụ ở quận 1, Đặng Thành Giỏi, 28 tuổi, ngụ ở quận 10, về hành vi môi giới mại dâm và hai người khác về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó vào ngày 21 tháng 3, PC02 đã phối hợp với Công an quận 7 tiến hành kiểm tra hành chính hai khách sạn ở phường Tân Phong và phát hiện 4 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Trong đó, 4 người nam mua dâm đều mang quốc tịch Hàn Quốc và thời điểm bắt quả tang, cô gái TTN, 25 tuổi, quê ở Hậu Giang, đang có ý định phi tang một gói bột màu trắng, nghi là ma túy đá. Qua đấu tranh, các cô gái bán dâm khai là tiếp viên của nhà hàng Crystal ở phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, chuyên tiếp khách nước ngoài là người Hàn Quốc, Trung Quốc. Sau đó, các cô gái thỏa thuận mua bán dâm với giá từ 5 triệu đồng một lần và 8 triệu đồng qua đêm. Ngay sau đó, một tổ công tác của PC02 phối hợp với Công an quận 1 kiểm tra nhà hàng Crystal và phát hiện nhà hàng có từ 50 đến 100 tiếp viên nữ túc trực để tiếp hàng trăm lượt khách, đặc biệt là khách người nước ngoài. Cơ quan công an xác định nhà hàng Crystal hoạt động từ 11 giờ đến 3-4 giờ sáng ngày hôm sau và các quản lý cho tiếp viên múa thoát y cùng với khách ngay tại phòng nhằm thu hút khách để tăng doanh thu. Nếu khách có nhu cầu sử dụng chất ma túy, nhân viên sẽ liên hệ mua cho khách, cùng khách sử dụng và sẵn sàng cho tiếp viên đi bán dâm cho khách. Với hình thức hoạt động nói trên, chủ quán đã thu lợi bất chính từ 300 đến 500 triệu đồng một ngày và khoảng 10 tỷ đồng một tháng. Ngoài ra, trong nhà hàng luôn có nhiều nam thanh niên trẻ đẹp túc trực, sẵn sàng phục vụ múa thoát y, phục vụ cho khách hàng là nữ giới lớn tuổi. Nếu khách có nhu cầu mua bán dâm,
thì các nhân viên sẽ đưa khách qua các địa điểm khách sạn do nhân viên quán chọn để làm điểm đáp. Mỗi lượt tiếp viên đi bán dâm, quản lý sẽ được hưởng 500.000 đồng. Nếu tiếp viên bán dâm qua đêm thì quản lý sẽ được hưởng 1 triệu đồng. Ngoài ra, Ly và Giỏi còn được hưởng từ 10 đến 15% trên tổng hóa đơn đặt bàn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thị Trúc Ly và Đặng Thành Giỏi về hành vi môi giới bán dâm, bắt khẩn cấp Phan Thị Cẩm Viên và Trần Thu Ngân về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra mở rộng vụ án. Ngày 29 tháng 3, Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên, 43 tuổi, ngụ ở xã Tân Hiệp A, để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là ông NVN, 60 tuổi, hàng xóm của Xuyên. Theo thông tin ban đầu, chiều tối ngày 28 tháng 3, người dân xã Tân Hiệp A phát hiện ông N tử vong tại nhà riêng nên đã trình báo công an địa phương. Nhận thấy dấu hiệu khả nghi, Công an huyện Tân Hiệp đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, sàng lọc đối tượng, Công an huyện Tân Hiệp xác định Vũ Văn Xuyên là đối tượng nghi vấn nên đã tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, ban đầu Xuyên quanh co chối tội, nhưng trước những chứng cứ được công an thu thập tại hiện trường, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cụ thể, vào chiều ngày 28 tháng 3, Xuyên mang rượu đến nhà rủ ông N nhậu nhưng nạn nhân không đồng ý. Bực tức, Xuyên ra sân lấy một đoạn gỗ trở vào nhà, tấn công khiến ông N tử vong tại chỗ. Theo Công an huyện Tân Hiệp, Xuyên là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự. Vụ nam sinh bị đánh chết não khi chơi bóng rổ, điều tra có đồng phạm hay không? Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh chấn thương não, tình trạng sức khỏe nguy kịch do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ ở Đình Lệ Mật. Chiều ngày 28 tháng 3, tại buổi họp báo do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, các cơ quan báo chí đã đề nghị Công an thành phố Hà Nội thông tin rõ hơn về vụ việc. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày 19 tháng 3, Công an quận Long Biên đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình cháu Nguyễn Hoàng Đạt, sinh năm 2010, trú tại quận Long Biên, về việc cháu Đạt đã bị đánh gây thương tích nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 108 khi đang chơi tại sân Đình Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Long Biên đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội và khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Theo Thiếu tướng Tùng, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến nay cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên xác định vào khoảng 15 giờ ngày 17 tháng 3, cháu TVK, sinh năm 2012, trú tại quận Long Biên, chơi tại khu vực Đình Lệ Mật thì phát sinh mâu thuẫn và bị cháu Nguyễn Hoàng Đạt tát vào mặt. Cháu TVK chạy đi gọi anh trai là Trương Văn Minh, sinh năm 2008, để nhờ giải quyết mâu thuẫn. Khi hai anh em đi bộ ra sân Đình Lệ Mật thì gặp bố đẻ là anh Trương Văn Tâm và kể lại sự việc. Anh Trương Văn Tâm chở hai con bằng xe máy ra sân Đình Lệ Mật để xem ai đánh. Khi đến khu vực Đình Lệ Mật, anh Tâm bảo hai con đi vào sân đình gặp ông nội đang có mặt ở đấy. Còn anh Tâm quay xe định ra về. Lúc này anh Tâm thấy cháu Minh chạy vào đấm làm Đạt ngã ra đất thì đã vào can ngăn rồi chở hai con về nhà. Sau đó anh Tâm trở lại khu vực sân Đình Lệ Mật thì thấy cháu Đạt có biểu hiện choáng, mặt tái nên đã đưa cháu Đạt vào bệnh viện đa khoa Đức Giang cấp cứu. Sau đó chuyển bệnh viện 108 để điều trị. Bệnh viện xác định cháu Đạt bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao. Do tình trạng sức khỏe của Đạt diễn biến xấu, ngày 26 tháng 3, gia đình đã xin chuyển con trai từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để tiện chăm sóc. Thiếu tướng Tùng cho biết, thông tin trên là kết quả điều tra ban đầu, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ mà Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Long Biên thu thập được. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ việc có đồng phạm trong vụ án hay không có đồng phạm. Thiếu tướng Tùng khẳng định, khi công an áp dụng biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ một vụ án, thì phải xác minh, làm rõ, xem xét tổng thể vụ án. Việc bắt người cũng phải có căn cứ. Đáng chú ý, ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết, dù vụ án đang trong quá trình điều tra, nhưng trên mạng xã hội đã xuất hiện một số thông tin tác động xấu đến dư luận. Theo đó, có thông tin cho rằng
Minh và em trai là cháu TVK, học sinh lớp 6, đã cùng nhau đánh em Đạt. Thậm chí còn có thông tin nói rằng anh Trương Văn Tâm là bố đẻ của cháu Minh, đứng ngoài cổ vũ cho hai con đánh người. Rồi có cả thông tin bố đẻ gây ra hậu quả, rồi con gánh tội thay cho bố. Thiếu tướng Tùng khẳng định đây là thông tin xấu độc. Hiện Công an thành phố Hà Nội đang giao các đơn vị chức năng truy bằng được những người phát đi những thông tin xấu độc này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nhà nghi phạm trong vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não, bị ném chất bẩn, gạch đá. Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não, ngày 27 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Minh, sinh năm 2008, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Minh bị cáo buộc là người đã đánh nam sinh Nguyễn Hoàng Đạt, sinh năm 2010, là học sinh lớp 8 trú tại quận Long Biên, khiến Đạt bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao. Vụ việc đã xảy ra hơn 10 ngày nay, nhưng người dân sinh sống quanh đình Lệ Mật và khu phố Lệ Mật thuộc phường Việt Hưng, quận Long Biên vẫn chưa hết xôn xao, bàng hoàng. Theo những người dân sinh sống tại đây cho biết, nhiều năm nay, sân đình Lệ Mật là nơi để người già tập thể dục, trẻ nhỏ chơi thể thao vào cuối mỗi buổi chiều. Thế nhưng từ khi xảy ra vụ việc, nơi này ít người qua lại hẳn. Vài hôm trước, công an cũng đến thu những dụng cụ liên quan đến bóng rổ tại sân đình. Khi được hỏi về sự việc xảy ra với em Nguyễn Hoàng Đạt, một người dân chia sẻ rằng họ sống ở đây nhưng ít người chứng kiến vụ việc vì đa số đều đi tập thể dục, chỉ khi thấy công an đến người dân mới để ý. Người dân ở khu phố Lệ Mật cũng cho biết, bị can Trương Văn Minh sống cùng ông bà nội, bố và em trai sau khi bố mẹ ly hôn. Sau vụ việc, một số thông tin không hay về gia đình Minh được đăng tải lên mạng xã hội cũng khiến nhiều người phẫn nộ. Thậm chí, một số đối tượng còn đến tấn công ngôi nhà bằng chất bẩn, gạch đá. Sau khi xảy ra sự việc, ngôi nhà 3 tầng của gia đình Minh luôn cửa đóng then cài. Cánh cửa kéo loang lổ những vết bẩn, trước bậc thềm xuất hiện một số viên gạch. Ông Trần Như Tiến, tổ trưởng tổ dân phố số 6, phường Việt Hưng cho biết, ở địa phương, gia đình cháu Minh đều chấp hành mọi đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Anh Tâm, bố của Minh, trước đây làm nghề tự do. Khoảng 10 năm trở lại đây, anh Tâm về nhà mở cửa hàng ảnh viện áo cưới, nhận chụp ảnh thuê. Theo ông Tiến, sau sự việc có một số người quá khích đã ném gạch trứng vào cửa nhà anh Tâm, nên chính quyền địa phương phải lắp camera để theo dõi. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình tiếp theo.